tên còn lại cũng đã phải quay xe gấp đại ca đừng trách ta năm nào ta cũng sẽ đốt giấy cho huynh quá đáng sợ mà hai người họ nhìn vậy không biết nói gì hơn mên đáp xuống bên dưới được rồi các người mau đi đi ta cũng phải đến yêu hoàng thành một chuyến đây yêu hoàng thành ân công đợi đã tại hạ vân tiêu từ nhỏ đã sống ở yêu hoàng thành trông huynh rất lạ có lẽ là lần đầu tới đây chi bằng hãy đến vân gia ta ở tạm thế nào. Cũng là cho ta cơ hội để báo đáp lại huynh. Người này họ vân, hơn nữa lại có tên đơn là tiêu. Lẽ nào suy đoán trước đó của ta là đúng, nơi này là huyễn yêu giới. Mên vội túm lấy tay vân tiêu. Ngươi nói ngươi tên vân tiêu, đúng rồi, vậy có phải ngươi sinh ra ở vân gia đứng đầu 12 thủ hộ gia tộc của huyễn yêu giới? Đúng vậy, sao vậy tiền bồi? Lẽ nào Huynh và Vân Gia có thù sao? Tiểu thất nghe vậy vội cầm sẵn mũi tên trong tay. Người này sao lại có thái độ như vậy với Vân ca ca? Không được, ta phải cảnh giác hơn mới được. Lúc này một tiếng hét vang lên từ xa, dừng tay. Mên cảm nhận có điều chẳng lành. Một tiếng nổ vang lên, tách Mên ra khỏi hai người họ. Thiên huyền tiểu bối cũng dám cướp của người Vân ra. Tuy ta cũng ngứa mắt tên Vân tiêu tiểu tử này, nhưng ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bắt cấp bá hoàng ăn một trưởng của ta. Vớ vẩn, mên tung đấm đáp trả. Hai đòn công kích va chạm vào nhau tạo nên một tiếng nổ rung chuyển xung quanh. Cột lửa phóng vụt lên trên bầu trời. Tiểu tử thiên huyền cảnh này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Nhìn tuổi cũng chỉ khoảng 20 mà đỡ được một kích của ta hơn nữa còn không yếu thế hơn chút nào. Mạnh quá, tên này không hổ là bát cấp bá hoàng. Thú vị mà lâu lắm rồi không gặp được một nhân tộc khiến ta có hứng thú như ngươi nhanh, để chúng ta được đánh một trận thoải mái nào. Thất thất lúc này xông ra cản lại, dừng tay. Đại ca, Huynh đang làm gì vậy? Hắn là ân nhân cứu mạng của muội và vân ca ca, Huynh không những không biết ơn mà còn dám ra tay giết hắn. Chuyện này mà để bị truyền ra ngoài, không thấy mất mặt sao. Ân nhân cứu mạng, đồng lõa với tên người xấu lúc nãy là do tên tiểu từ này đánh chạy rồi. Không phải hắn thì là ai? Ha ha ha, tiểu huynh đệ, Vừa nãy thực sự là do bệnh nghề nghiệp, ngứa tay ngứa chân chút thôi. Việc này người ta gọi là không đánh không quen, tại Hạ Thiên Hạ đệ nhất, cảm ơn tiểu huynh đệ đã ra tay cứu lão thất nhà bọn ta, sau này chúng ta chính là bằng hữu. Thiên Hạ đệ nhất đã gặp qua rất nhiều người khoa trương, nhưng chưa gặp ai mặt dày giống như hắn. Đừng hiểu lầm, tại hạ tuyệt đối không phải là đang chém gió, mà là vốn đã là họ Thiên Hạ, tên là đệ nhất, cái tên này là do gia phụ đặt cho, cũng chỉ đành để như vậy thôi ha 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 hay tên rất hay nếu như đoán không nhầm thì tên của lệnh muội đây chính là không sai chính là thiên hạ đệ thất con gái thì không cần thể diện sao gọi ta là thất muội thất muội là được rồi thú vị cả nhà đều là những người thú vị hề hề huynh đệ để ngươi phải chê cười rồi tinh khí của tiểu muội ta chính là người hiền hòa nho nhã như vậy đó hay cho câu hiền hòa nho nhã ê bằng hữu Ngày sau nhớ bảo trọng, nhất định phải học được cách bảo vệ chính mình. Ừm, được rồi. Đúng rồi, Vân huynh đệ, ngươi và ta vừa gặp đã thân, nếu như sau này gặp rắc rối gì ở trong thành yêu hoàng thì cứ nói. Thiên hạ gia tộc của ta tuy rằng không lớn, nhưng cũng gọi là có chút ảnh hưởng ở trong thành yêu hoàng, thậm chí là cả huyễn yêu giới. Rõ ràng biết đây chính là huyễn yêu giới, nhưng tại sao tự tay nghe thấy vẫn là có chút khó giữ được bình tĩnh. Thiên hạ huynh các ngươi có từng nghe qua nơi nào tên là Thiên Huyền Đại Lục chưa? Thiên Huyền Đại Lục Đâu chỉ là nghe qua, đối với 12 gia tộc canh giữ thành yêu hoàng như bọn ta mà nói thì đó là cái tên khắc sâu trong xương tủy rồi. Yêu hoàng và tiểu yêu hoàng chuẩn bị lên kế nghiệp của bọn ta đều chết trong tay đám tiểu nhân của Đại Lục Thiên Huyền, đến đại nhân yêu vương, giờ cũng không biết sống chết thế nào. Vân gia ở chỗ ngươi, có gia chủ tên Vân Kinh Hồng, phu nhân tên Mộ Vân Nhu có phải không? Cha, mẹ, cuối cùng có thể gặp lại hai người rồi sao? Đúng, đúng vậy, Vân đại ca lẽ nào cha mẹ của ta có thủ oán gì với ngươi sao? Vân huynh đệ, lẽ nào ngươi thật sự có thủ oán gì với Vân gia? Ta và ngươi cũng xem như huynh đệ quen biết, nhưng ta vẫn cần phải nhắc nhở ngươi. Đừng làm chuyện gì ngu ngốc, tuy rằng Vân gia mấy năm nay đã suy yếu, nhưng cũng không phải là người mà ngươi có thể đắc tội đâu. Hận thù thì đương nhiên không có, ta chỉ là đối với yêu vương vân thương hải năm đó và vân khinh hồng bây giờ có sự tôn kính mà thôi nhất thời khó giữ được bình tĩnh dọa chết ta nếu ân nhân cứu mạng ta có mâu thuẫn với người nhà ta ta cũng sẽ rất buồn bây giờ ta có thể thoải mái đưa vân đại ca đi gặp phụ thân ta phụ thân đại nhân ông ấy là một người rất ôn hòa không còn sớm nữa đã vậy chi bằng vân huynh đệ cùng bọn ta về thành đi cũng được vậy xuất phát thôi bọn họ bắt đầu di chuyển Mên cùng bay theo ba người họ. Sau đó tại thành yêu hoàng. Vân huynh đệ, đây chính là yêu hoàng thành. Thành này ít nhất cũng phải rộng gấp đôi thần hoàng thành. Thiên hạ huynh, vất vả rồi. Không sao. Đột nhiên có một người xuất hiện trên tường thành. Kẻ nào dám động vào thất nhi của lão phu? Kẻ nào? Đây là đế quân. Đúng vậy, hơn nữa thực lực của người này còn hơn nhiều so với cổ thương. Cái gì? Cổ thương chân nhân lúc đó khi ở thần hoàng thành đã áp chế tất cả những người khác. Nói như vậy, người trước mặt không phải là đỉnh cao của đỉnh cao sao? Thất Nhi có bị thương không? Đại ca cũng đến rồi, con không sao. Cha, sao cha lại đích thân đến đây? Hừ, ta mà không đến thì con bị bắt cóc mất. Vãn Bối Vân Tiêu tham kiến thiên hạ bà bá. Ngươi còn mặt mũi nói chuyện. Nếu lần này Thất Nhi xảy ra chút chuyện, ta san bằng vân giang ngươi chắc. Thiên hạ bá bá, a. À. Câm mồm, ta không muốn nghe ngươi nói gì hết. Không phải nể mặt yêu vương và phụ thân ngươi, ta hôm nay không phế ngươi. Còn nữa, ngươi về sau còn dám tiếp cận con gái ta, ta đánh gãy chân ngươi. Cha, sao cha lại hung dữ với Vân Ca ca vậy? Chuyện này căn bản không liên quan đến huynh ấy. Nha đầu ngốc. Những người mặc áo đen đó là nhắm vào ta. Hơn nữa nếu không phải Vân Ca ca liều mạng cứu ta trụ được đến khi vẫn đại ca đến, thì ta đã chết rồi. Con không cần nói đỡ cho hắn, đại ca con sớm đã phát hiện thằng nhãi này truyền âm cho con rồi, còn hẹn con gặp mặt ở bảy dặm ngoài thành. Muốn ta tức chết sao? a, à, biết hết rồi sao? Dù thế nào cũng không liên quan đến Vân ca ca. Trời ơi, lẽ nào đây chính là con gái lớn rồi không giữ được trong truyền thuyết sao? Vân tiêu tiểu tử ngốc này, bỏ đi, người đại ca ta còn chưa kịp nhận, giúp huynh một tay vậy. Còn ngươi thì là ai, tại hạ vân triệt tham kiến tiền bối phụ thân vừa rồi cứu lão thất thực ra là vị vân triệt huynh đệ đến từ nam cương này nếu không phải hắn khi con đuổi đến kịp sợ là lão thất đã ồ thiên huyền hậu kỳ mà đấu lại được với bá hoàng không tồi không tồi ngươi đã có ơn với ta vậy thì về sau có yêu cầu gì thì cứ nói nếu ta làm được nhất định sẽ làm vậy thì đa tạ tiền bối có điều những lời tiếp theo của ta có thể khiến tiền bối không vui nhưng hôm nay ta gặp vân tiêu như đã quen biết từ lâu dù thế nào vẫn to gan nói đỡ huynh ấy vài lời hà tiểu tử độ thiện cảm của lão phu không dễ dàng có được đâu ngươi nắm bắt cho tốt ha 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 tiền bối không cần dọa ta thực ra những điều này không phải thứ chúng ta có thể điều khiển được đúng không nào quan trọng là xem lệnh ái lựa chọn thế nào tiểu thất nghe vậy mặt liền ửng đỏ vân đại ca đã giúp ta như vậy vậy thì cũng không được thụt lùi cô ấy tiến tới nắm lấy tay vân tiêu thực ra khi ở cùng với vân ca ca là khoảng thời gian ta thấy vui nhất ông ấy nghe vậy thì ngạc nhiên thốt lên một tiếng hả à. vân gia tất cả mọi người đều có huyền canh còn vân ca ca thì không có nhưng huynh ấy không vì thế mà từ bỏ ngược lại nỗ lực gấp trăm nghìn lần để bù đắp lại ta thức tỉnh huyền canh rồi ta cũng vậy chỉ có vân tiêu tên ngu đó có không từ hôm nay vân tiêu là thiếu chủ của vân gia ta vâng phụ thân. Sau khi yêu vương biến mất, Vân gia ngày càng suy thoái, người làm Vân gia thiếu chủ trên danh nghĩa như huynh ấy, không những không kiêu ngạo, ngược lại dùng nguồn tài nguyên không bằng một phần 10 của thiếu chủ nhà khác cố gắng đạt đến cảnh giới bán bộ bá hoàng. Vừa rồi vì cứu ta, đã liều chết bảo vệ, tình cảm như vậy, ta tin đời này khó gặp được người tốt như Vân ca ca. Cho nên ca, con vì Vân ca ca mà tình nguyện không cần cái nhà này. Ai, con gái lớn không giữ được, Thất nhi cuối cùng cũng không cần người cha ta nữa rồi, được, ta đi. Với sự hiểu biết của ta đối với Thất nhi, không quá vài bước nó nhất định gọi ta lại. Vân gia tiểu tử, cho ngươi xem thế nào là khoảng cách. Một bước. Hả? À, không gọi. Không sao, ta đi thêm bước nữa. Gọi đi, Thất nhi phụ thân ở đây chờ con. Bước thứ hai. 10 giây qua đi, vẫn không tiểu thất gọi một câu, đau lòng thật. Thất thất ta sẽ đối xử tốt với muội cả đời. Vân ca ca, người ta cũng đối xử tốt với huynh cả đời. Ông ấy lúc này đã tức xì khói, tạo nghiệt mà. Tên ngốc vân tiêu này thật đúng là không có mắt nhìn, lão gia tử này nói thế nào cũng là bố vợ tương lai của hắn, vậy mà dám đắc tội thật không biết tốt xấu. Chuyện đó, ừm, huynh muội, chi bằng ngươi về cùng với phụ thân của ngươi trước đi. Suy cho cùng ngươi càng chống đối, thì bọn họ sẽ càng cảm thấy mất thiện cảm với vân tiêu, vậy cơ hội để hai người ở cạnh bên nhau sẽ càng ngày càng nhỏ. Chuyện này, thất thất, Vân Đại ca nói rất đúng, hơn nữa ta cũng không thể ích kỷ bảo muội từ bỏ gia đình của mình được. Yên tâm ta sẽ thành tâm hơn nữa, nỗ lực hơn nữa để chứng minh bản thân với bá phụ bá mẫu. Ừm ừm, Vân ca ca, nhớ, bất luận xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ luôn đợi người Vậy thật phải nhờ bá phụ chăm sóc rồi. Ừ, cần ngươi lo sao? vừa hay Vân Tiêu đã đồng ý đi ta đi thăm thú Sơn Trang Vân ra mấy ngày, vậy thì thiên hạ tiền bối, thiên hạ huynh, thất thất cô nương, Vân Triệt xin cáo từ trước. Ha ha, nói rất hay, Vân Huynh, đợi ngươi quen với cuộc sống ở thành yêu hoàng, chúng ta cùng nhau uống rượu. Ừm, Vân Đại ca, Vân ca ca nhờ ngươi chăm sóc. Đệ nhất, ngươi mau đưa thất nhi về trước đi, ta còn có chuyện chưa làm xong. Đó, phụ thân. Hừ, không ngờ có kẻ dám đụng vào con gái của lão phu ở ngay trong thành yêu hoàng. Tốt nhất đừng để ta tìm ra các ngươi, nếu không nhất định các ngươi sẽ chết trong đau đớn. Sau đó men được đưa vào bên trong thành yêu hoàng. Đây chính là thành hoàng yêu sao. Chỉ có công phu chút ít vậy mà ta có thể cảm nhận được khí tức bá hoàng nồng nặc. Kẹo hồ lô đi, vừa ngon vừa rẻ. Jo, hôm nay thời tiết không tồi, rất thích hợp để đi dạo phố. Vân đại ca, huynh nhìn kìa, Nơi đang sáng đèn kia chính là nhà của ta. Hả? Ánh sáng màu tím đó nhìn có vẻ rất kỳ diệu. Đó là hào quang từ bia tổ của Vân gia chúng ta. Bởi vì thứ chúng ta tu luyện là Lôi Tử Huyền Công, vì vậy huyền khí giải phóng ra mới có màu tím. Con trai trong gia đình đều phải giải phóng huyền lực một lần trước bia tổ vào ngày sinh nhật của mình, từ đó duy trì cho ánh sáng này không bao giờ lụi tàn. Vân đại ca, huynh biết không, hơn trăm năm về trước, lúc Vân gia đang ở thời kỳ đỉnh phong, tử quang của bia tổ này có thể chiếu sáng cả một nửa thành yêu hoàng này. Đáng tiếc bây giờ, huyền quang tử bia tổ đã càng ngày càng yếu. Yêu vương sống chết không rõ, ảnh hưởng lớn tới vân gia như vậy sao? Nếu như chỉ là một mình ông nội tôi mất tích thì không nói, cũng không tới mức như này, nhưng bên trong còn rất nhiều chuyện khác nữa. Trăm năm trước, lúc vân gia đang ở thời kỳ huy hoàng, cường giả nhiêu vô kể, lại thêm có thiên phú huyền canh, vì vậy vị trí số 1 trong 12 gia tộc bảo hộ chưa bao giờ bị kẻ khác thay thế. Trong Huyễn Yêu giới có thể nói là là vị trí cao nhất chỉ sau hoàng tộc Huyễn Yêu mà thôi. Vân gia thủ hộ có công, hôm nay bổn hoàng sẽ ban tặng cho Vân gia gia chủ Vân Thương Hải yêu vương chi danh. Thương Hải, luân hồi kính và yêu hoàng tỷ này về sau giao cho ngươi bảo quản. Bệ hạ, Vân Thương Hải cùng với toàn bộ Vân gia đời này thề nguyện trung hiếu với yêu hoàng nhất tộc. Cảnh chuyển tới một nơi nào đó trong yêu hoàng thành. Hừ, người thế giới này thật yếu ớt. Luân hồi kính đó ở trong thành. Lúc này trong hoàng cung, yêu hoàng đã cảm nhận được điều chẳng lành. Là kẻ nào đang làm loạn? Dám đột kích yêu hoàng thành. Ồ, có nhiều bá hoàng và quân huyền như vậy. Nhưng cho dù vậy, đây cũng không phải là nơi ngươi đi qua được. Vậy sao? ta muốn xem xem cường giả của thế giới các ngươi rốt cuộc có mạnh như lời ngươi nói không. Các vị, cùng ra tay đi. Sớm có ý đó rồi, đúng lúc cho tên nhà quê đó xem thế nào là thực lực thật sự. Các ngươi là đang muốn chết, biến mất cho bổn hoàng. Các ngươi đang nằm mơ. Kiếm khí của yêu hoàng đang phóng thẳng tới ba người bọn họ. Quả nhiên là vậy, một lũ nhà quê mà thôi. Hắn ta sử dụng thánh toàn giáp, chặn lại kiếm khí từ yêu hoàng. Quả nhiên là vậy, một lũ nhà quê mà thôi. Như vậy đi, lão phu cho ngươi một cơ hội, giao ra luân hồi kính thì sẽ tha cho các ngươi, thế nào? Người trên đời này có thể cho bổn hoàng cơ hội không nhiều đâu. Bổn hoàng không biết các ngươi là ai, cũng không muốn biết các ngươi là ai. Vì con dân của bổn hoàng bị các ngươi hãm hại, cho nên các ngươi không thể được tha thứ. Hừ, có thể khiến bổn hoàng dùng ra kiếm này cũng đủ để khiến lũ vớ vẩn các ngươi kiêu ngạo một đời rồi. Ông ấy xuất kiếm phóng đi. Kiếm kỹ nhỏ bé, cũng dám ngông cuồng trước mặt lão phu, phá được thuẫn của ta không. Yêu hoàng hô lên một tiếng, tán, thanh kiếm đã biến thành cả trăm cây. Cái gì? Bệ hạ đã sử dụng chiêu đó. Thực lực của bệ hạ mạnh hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Hàng trăm cây kiếm đang phóng thẳng tới bọn chúng. Hỏng rồi, uy thế của kiếm này trực tiếp đạt đến quân huyền đỉnh phong. Kẻ này không bình thường, các vị còn không giúp ta. Dĩ nhiên là phải giúp rồi. Bọn họ bắt đầu tập trung huyền lực truyền lên người ông ta. Huyền lực hội tụ. Yêu hoàng bệ hạ, nhất định phải thắng đó. Yên tâm, yêu hoàng bệ hạ đánh lũ cỏ dại này còn không dễ dàng sao. Huống hồ yêu vương đại nhân bọn họ còn chưa ra tay. Nếu bây giờ cầu xin có lẽ bổn hoàng còn tha cho các ngươi một mạng đấy dựa vào ngươi sao phá thánh kim giáp của lão phu trước đã đã vậy thì đừng trách bổn hoàng vô tình yêu hoàng tăng thêm huyền lực lên kiếm kỹ của mình đi hàng trăm cây kiếm công kích liên tục tới kim giáp của bọn họ ha 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 thứ trẻ con ngông cuồng thì được nhưng rồi cũng sẽ đá vào sắt mà thôi ta thấy thứ gọi là huyễn yêu giới này cũng chỉ vậy mà thôi cả ngày cứ bổn hoàng bổn hoàng không ngại sao lũ khốn nên giết thôi một thanh kiếm khổng lồ xuất hiện. Ông ấy hét lên, phá cho ta. Thanh kiếm phóng đi xe gió. Các thanh kiếm trước đó đang hợp lại làm một với thanh kiếm đó. Một tiếng nổ vang lên khi mũi kiếm chạm tới kim giáp. Phù văn này lẽ nào là? Chính là yêu hoàng bí kỹ, huyết mạch trì lực. Kim giáp của bọn họ đã bắt đầu dạn nứt. Sao có thể chứ? Có một số sắp không trụ nổi nữa rồi. Không ổn luồng sức mạnh này ngấm ngầm có cảm giác tiếp xúc đến thần hoàng quốc con phụng thần đó. Các vị, chúng ta nhanh chóng rút, đừng kéo dài nữa. Lúc này thanh kiếm đã đâm thủng kim giáp. Một tiếng nổ vang lên trên không trung. Yêu hoàng bệ hạ, thắng rồi sao? Hình như là vậy, những kẻ đó đã bắt đầu tháo chạy rồi. Muốn chạy, ông ấy thu thanh kiếm về tay. Bổn hoàng cho phép chưa? Bệ hạ, các ngươi bình ổn bách tính, tọa chấn trong thành, ta đi giúp đỡ bệ hạ thương hải huynh lữ tặc nhân đó thực lực bất phàm chúng ta cùng đi cũng giúp đỡ được nhau hơn cũng được hai người họ liền đuổi theo đám người bịt mặt hừ lần này vẫn chưa xong đâu lẽ nào cứ chạy đi như vậy đúng vậy chuyện này nếu truyền ra ngoài thể diện của chúng ta mất sạch tên đó dám một mình xông lên chi bằng chúng ta cứ tìm cơ hội ra tay giết hắn đi lão phu tự biết tính toán các vị đừng gấp tiếp tục lên đường đã vậy, vậy bọn ta cũng toàn lực phối hợp. Hừ, chạy cũng nhanh lắm, nhưng bổn hoàng đã đuổi theo rồi, thì đừng hòng cho các ngươi sống sót. Ông ấy mở bí thuật, tăng tốc đuổi theo bọn chúng. Nửa canh giờ sau tại một truyền tống trận trên núi. Các vị, hãy bố trận vào truyền tống trận kia, lão phu có diệu kế. Ta hiểu rồi, ha ha ha, yên tâm, ta nhất định tế ra tối cường sát trận. Vậy tiếp theo phải xem bản lĩnh của ngươi thế nào rồi giết chết yêu hoàng, cướp đoạt trí bảo, đúng là có chút kỳ vọng. Yêu hoàng đã xuất hiện phía trước ông ta. Ồ, vẫn không đi, ngươi nghĩ một mình ngươi có thể địch lại được bổn hoàng. Ha ha ha, trẻ con đúng là trẻ con, sự tự tin của ngươi đúng là khiến lão phu cảm động đấy. Có điều ngươi nói không sai, mục đích lão phu ở lại chính là giết chết ngươi. Thực lực quân huyền trung kỳ đúng là bất phàm, nhưng trong mắt bổn hoàng, không là cái gì cả. Ra đây đi bạn già của ta. Ông ta đã lôi pháp bảo của mình ra. Loại ấn này tên là Trấn Thiên, là vật lão phu có được khi vào một huyền phủ từ rất lâu rồi. Triển khai ra, Trấn Thiên toái địa không gì sống sót. Nếu ngươi giao ra luân hồi kính, ta còn có thể suy nghĩ tha cho ngươi. Vớ vẩn, tới đi đùng nói lời dọa nạt vô ích. Đường kiếm vừa rồi của yêu hoàng đã cắt bay một góc chiếc nón của ông ta. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, vậy thì đừng trách lão phu vô tình ông ấy ném ấn chấn thiên lên ấn chấn thiên đã phóng to lên dáng thẳng tới đầu yêu hoàng kha kha thằng nhãi lão phu sẽ chấn áp ngươi triệt để yêu hoàng nhẹ nhàng né đi ông ấy điều khiển nó quay lại tiếp tục công kích bá huyền khí nhỏ bé chưa làm gì được bổn hoàng đâu yêu hoàng rút kiếm của mình ra dựa vào ngươi chờ chết đi yêu hoàng một kiếm chém tới ấn chấn thiên phá cho ta. Đã xử lý gòn gàng ấn của tên bịt mặt. Ấn chấn thiên tách làm đôi rơi xuống. Ông ta đã bị phản phệ thổ huyết. Ừ, sao có thể? Không đáng một kích. Bổn hoàng trước đó đúng là đánh giá cao ngươi rồi. Ngược lại là ta đánh giá ngươi thấp rồi. Cho nên các ngươi là ai? Các ngươi tại sao đến huyễn yêu giới ta? Mục đích của các ngươi có lẽ không chỉ là luân hồi kính chứ. Nói, thì sống. Nếu không, chết muốn bắt ta không thể nào ông ta dùng huyết lên đầu ngón tay dùng huyết thi triển bí thuật thoát thân ha 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 lão phu có huyết ảnh thuân ngươi không nhốt được ta đâu đợi đi sẽ có một ngày lão phu sẽ san bằng giới này cái gì biến mất rồi yêu hoàng tức giận đôi mắt đỏ rực cầm kiếm đuổi theo chạy đi đâu ông ấy vừa đáp xuống chỗ đó bên dưới đã bắt đầu chấn động cái gì? Sao lại có truyền tống trận? Yêu hoàng đã rơi vào bẫy của bọn chúng, bị truyền tống khỏi huyễn yêu giới. Sau đó thì sao? Sau đó bản mệnh ngọc bài của yêu hoàng bệ hạ bị vỡ. hà? Quân huyền hậu kỳ mà bị lũ người bịt mặt đó giết chết sao? Ừm, sau đó ông nội đã kịp tới đó. Để bảo đảm, ông ấy quay về trong thành, dẫn theo 12 trưởng lão đến cứu viện, nhưng từ đó ông nội và các trưởng lão cũng không quay lại nữa. Bệ hạ thế là vân gia bọn ta thực lực giảm sút nặng nếu không phải dựa vào quan hệ với yêu hoàng nhất tộc sợ là sớm đã bị đá ra khỏi danh sách 12 thủ hộ gia tộc rồi nhưng tại sao đến cứu trợ chỉ có ông mình ông nội người cụ thể các gia tộc khác sao không đến ta cũng không được biết dù sao ông nội quan hệ tốt với yêu hoàng bệ hạ cộng thêm ông ấy trung thành vô cùng cho nên đương nhiên là đến chỉ đáng tiếc sau đó yêu hoàng đại nhân vẫn qua đời còn ông ấy cũng bật vô âm tín nhưng đơn thuần chỉ là ông nội và thập nhị trưởng lão không thấy tung tích đâu, vân gia ta dựa vào quan hệ với yêu hoàng nhất tộc cũng không quyết được gì cả. Ồ, nói vậy là sao? Yêu hoàng tỷ và luân hồi kính là sự xem trọng của yêu hoàng bệ hạ dành cho ông nội, đặc biệt sao cho ông ấy bảo quản. Nhưng ông nội cứu bệ hạ xong, không suy nghĩ gì cả, liền đưa họ đi bặt vô âm tín. Luân hồi kính thì lại không sao, vì đến nay không ai biết tác dụng của nó là gì nhưng yêu hoàng tỷ lại liên quan đến truyền thừa đại kế của yêu hoàng nhất tộc. Sau đó tân yêu hoàng kế vị, nhưng không có yêu hoàng tỷ, cho nên căn bản không được coi là yêu hoàng thực sự, thế là liên trạch phạt vân gia tạm giảm một nửa tài nguyên của vân gia. Vì chỉ có yêu hoàng tỷ mới có thể mở kim ô thánh địa ở trong kim ô lôi viêm cốc, chỉ có vào thánh địa mới có thể ở trong đó có được kim ô phần thế lục của kim ô chi hồn truyền thừa, kim ô phần thế lục. Trời ơi, ta nhớ Mạt Ly từng nói, thế gian có tam đại phần thế thiên thư lần lượt là chu tước uy linh khúc phụng hoàng tụng thế điển kim ô phần thế lục không ngờ ở đây lại ẩn giấu một trong số đó hơn nữa còn là kim ô hy viêm đại diện cho tối cường hủy diệt vậy luân hồi kính và yêu hoàng tỷ ta đều có há không phải khà 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 lẽ nào ta nói sai gì sao mà khiến vân đại ca cười vậy vân đại ca huynh sao vậy hả ha 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 chỉ cảm thấy yêu hoàng quá lợi hại thôi được cả Kim Ô chấp nhận, làm tử dân của ông ấy, thực sự quá vinh hạnh. Ồ ồ, hóa ra là vậy, ta cũng thường vì điều đó mà cảm thấy vinh hạnh. Vân đại ca, qua góc đường kia là đến rồi. Hà, thật sự đến rồi. Mên đã được đưa tới trước cổng lớn Vân ra. Vân đại ca, mời. Cha, mẹ, con thật sự sắp gặp mọi người rồi sao? Ừm, vậy ngươi dẫn đường đi. Vân đại ca, đừng lo lắng. Vân đại ca, tuy trên danh nghĩa ta là vân gia thiếu chủ, nhưng đại đa số người hình như không thích ta lắm, cho nên lát nữa nếu có người bất lễ, huy nhất định hãy nhẫn nhịn chút. Không sao, yên tâm, ta chủ yếu là bái kiến vân gia chủ, những thứ khác ta không quan tâm. Rô, đây không phải thiếu gia chủ của vân gia chúng ta sao? Hừ, được đấy, vài ngày không gặp khẩu vị đã thay đổi rồi, còn chơi nam sủng nữa. Miếng thịt tươi non này không biết có chiều được ngươi không? Vân Hạo, Ngươi! Hắn tóc biến tới túm cổ Vân Tiêu. Sao? Không phục. Nhìn bộ dạng ngươi là muốn trở thành đối thủ của ta sao? Hay cho tiểu tử không coi ai ra gì? Ta sẽ giáo huấn ngươi chút. Mên đã bắt đầu thi triển huyền lực lên cánh tay. Nhưng ngay lúc này đã có một cây kiếm phóng tới, hét lên rừng tay. Tâm Nguyệt Đại Ca. Khí tức bá hoàng tứ cấp. Người mạnh nhật lứa trẻ vân ra vân tâm Nguyệt. Vân Hạo thiếu gia chủ ôn hòa khoan dung, lũ không có mắt các ngươi, lại suốt ngày đi bắt nạt, nếu để ta nhìn thấy lần nữa, tuyệt đối không tha. Tâm Nguyệt ca, giáo huấn phải, ta biết sai rồi, không dám thế nữa. Ừm, biết sai rồi thì lui xuống đi. Vâng, Tâm Nguyệt ca. Hừ, Vân Tiêu giã chủng, hôm nay coi như người may mắn. Tâm Nguyệt ca, cảm ơn. Hai ta là người một nhà, nói gì đến cảm ơn, quá khách sáo rồi. Hê hey hê, hey. hỏng rồi, nhìn thời gian hình như phụ thân sắp về tịnh thất tu luyện rồi. Tâm Nguyệt ca ta phải đưa Vân Đại ca đi gặp phụ thân, cáo từ trước, lần sau sẽ giới thiệu hai người làm quen với nhau. Cũng được, tiểu tử ngu ngốc này. Đúng là ngây ngô. Mên cảm nhận có sát khí. Sao lại có sát khí, lẽ nào là? Xem ra, Vân gia này không hề bình lặng như vẻ bề ngoài, ít nhất là tên Vân Tâm Bình này không hề đơn giản. Vân đại ca, huynh đang nghĩ gì vậy? Không có. Được rồi, đưa ta đi gặp Vân tiền bối trước, những chuyện khác hãy tính sau. Ừm. Vân đại ca, đến rồi, phụ thân có lẽ đang ở trong phòng. Được, ta biết rồi. Hỏng rồi, huyền lực của ta bị vô dụng, tiểu muội, nghe ta nói, tiếp theo dù xảy ra bất kỳ chuyện gì, cũng phải chuẩn bị cho tốt. Ca, huynh cứ làm đi, chuyện đến nước này, sao ta không có chuẩn bị được chứ? Mạc Vũ Bạch, huyết mạch của khinh hồng gần đây cạn kiệt, sinh cơ cũng nhanh chóng tiêu biến mất. Cảm giác hàn độc ngấm ngầm muốn bạo phát, phải làm như nào mới tốt đây? Mạc Vũ Nhu, khinh hồng, có người, là ai? Tiêu Nhi, cậu, phụ thân ông ấy. Phụ thân của con có thể, ai, con tự đi xem đi. Phụ thân. Cha, đều là Tiêu Nhi vô dụng, nếu ta nỗ lực thêm, thực lực mạnh hơn thì thuốc giải hàn độc đã tìm được sớm hơn rồi. Cha, mẹ, không ngờ lần đầu chúng ta gặp nhau lại là hoàn cảnh thế này. Đang một nhà bình thường. Mên tiến tới đặt tay lên vai Vân Tiêu, "Vân Tiêu, để ta xem, có khi có cách." Vân Đại ca. Vớ vẩn. Tiêu Nhi, sao con tự tiện đưa người vào đây? Người này sao như từng quen biết vậy? Vớ vẩn. Ông có cách cứu Vân Tiền Bối không? Cái này. Mộ Tiền Bối, tiểu tử từ nhỏ đã học y, có lẽ có cách chi bằng để ta thử. Đúng đúng đúng, mẹ, Vân Đại ca có lẽ thực sự có cách, dù sao trước đó con bị ba bá hoàng tấn công, chính là Vân Đại ca đã xuất hiện đuổi mấy người đó đi. Thiên huyền đấu với bá hoàng. Tiểu muội bây giờ chúng ta đều không thể làm gì, chi bằng để tiểu huynh đệ này thử đi. Ừm, cũng được. Làm phiền rồi. Ta nhất định dốc hết sức. Phụ thân, con về rồi đây. Đợi đã, hàn độc này, Nhật Nguyệt Thần Cung. Đúng, chính là bọn chúng, trước đó thê tử của Hoa Minh Hải cũng là chúng độc này. Nhật Nguyệt Thần Cung, đợi ta quay về thiên huyền, chính là ngày hủy diệt các ngươi. Bình tĩnh, bình tĩnh, nhiệm vụ trước mắt là cứu người. Cái gì, khí tức của viên chân châu này đến ta cũng có chút hồi hộp. Mẹ, nhìn kìa, hàn độc của cha hình như đang sợ hãi. Cảnh chuyển tới một căn phòng nào đó tại Vân Gia. Con à, quá kích động rồi, Phụ thân, kích động gì chứ? Vân ngoại thiên, gia tộc đại tỷ sắp đến ta không muốn có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Cha, cha nghĩ nhiều rồi, Vân Khinh Hồng đã phế lâu như vậy, nếu không phải dựa vào mộ gia, nếu nói là Vân gia bản gia huyết mạch, làm sao ba chiếm được chức vị gia chủ lâu như vậy? Còn tên Vân Tiêu đó, không đáng nhắc đến. Không không không, con không hiểu gì về Vân Khinh Hồng cả. Hắn ta 36 tuổi quân huyền, đó là phong quang mức độ nào? Về sau còn ngăn chặn được Vân gia đi vào đường cùng, thủ đoạn và thực lực đó nhìn vào cả huyễn yêu giới, là sự tồn tại đỉnh cao đấy. Nếu không phải hai vợ chồng bọn họ đến Thiên Huyền Đại Lục tìm lão gia tử rồi bị trọng thương. Vân gia này không có phần cho chúng ta nói chuyện đâu. Phụ thân, người cũng nói rồi, đó chỉ là quá khứ mà thôi. Vân gia bây giờ chúng ta quyết là được. Bình thường ta không quản con, bây giờ ta không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, con tốt nhất nên an phận một chút đừng đi chọc vào Vân Tiêu nữa. Bỏ đi, lui đi. Con hiểu rồi. Vân Kinh Hồng à Vân Kinh Hồng, hai tháng sau, chính là lúc ta quang minh chính đại đuổi người cút khỏi đây. Ba ngày sau đó. Cậu, cậu nói xem ba ngày rồi, Vân Đại ca sao vẫn chưa ra ngoài. Cứ chờ đi, còn về lục quang trong nhà, đến ta cũng có chút cảm giác lo lắng. Lúc này cánh cửa phòng cũng đã được mở ra. Mọi người có thể vào rồi, hàn độc trong cơ thể vân tiền bối và mộ tiền bối đã loại bỏ hoàn toàn rồi đồng thời họ gần đây kinh mạch cạn kiệt cũng cần được kích hoạt lại tiếp theo phải tĩnh dưỡng đã thế nào rồi cậu đây độc trên hai người họ đã được giải trừ toàn bộ trời ơi hàn độc trói buộc tiêu muội và chồng muội ấy hơn 20 năm đã hoàn toàn biến mất rồi vân triệt thiếu hiệp không vân triệt ân nhân xin nhận của ta một lại không 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 dám đều là ta nên làm mên đừng nhìn hai người họ đang nằm trên giường không ngừng suy nghĩ cha mẹ con về rồi sẽ không để mọi người chịu uất ức nữa đâu lúc này đột nhiên mên không còn đứng vững được nữa vân đại ca vân thiếu hiệp hai ngày sau đó mên giật mình mở mắt tỉnh dậy chóng mặt quá mặt ly ta ngủ bao lâu rồi hai ngày hai ngày vậy cha mẹ ta thế nào rồi ta không nói thì ngươi cũng sắp biết rồi vân thiếu hiệp ngươi tỉnh rồi là tiếng của mẹ men vội vàng tiến tới mở cửa cho bà ấy ai à, sao cậu lại xuống đất vậy cậu trước đó mệt như vậy tiêu nhi đã nói với ta rồi mau mau nằm lại đi mộ tiền bối ta không sao đã hồi phục xong rồi còn tiền bối hàn độc vừa được trừ khử cần nghỉ ngơi điều dưỡng hơn mới đúng ta không sao còn cậu trông giống tiêu nhi hồi còn nhỏ thật đấy Bà ấy đặt bát canh xuống bàn, nhẹ nhàng thổi cho bớt nóng. "Đây là canh hạt sen ta đặc biệt làm cho cậu, ta nghĩ cậu và Tiêu Nhi giống nhau, có lẽ cũng thích ăn, mau thử đi." "Ta, để ta tự làm." Bà ấy không nói nữa đút luôn vào miệng Mên. "Là ta làm không ngon sao?" "Không, là ta cảm thấy quá ngon, đời này cũng chưa ăn được thứ ngon như vậy." "Vậy thì tốt, về sau chỉ cần cậu muốn, bá mẫu sẽ làm cho cậu ăn." "Ừm." Một khắc sau, vậy cậu nghỉ ngơi đi, ta không làm phiền nữa. Ừm, mộ tiền bối đi làm việc đi. Bà ấy đóng cửa rời khỏi phòng, men lúc này đang cảm nhận sự hạnh phúc. Đây chính là cơm của mẹ nấu sao, ngon thật. Được rồi, tiếp theo đi gọi Vân Tiêu cùng ta đi mua một số thảo dược điều chỉnh cơ thể, như vậy sẽ khiến cha mẹ khỏe lên nhanh hơn. Men mặc quần áo vào tiến ra bên ngoài. Sau đó men đã đưa Vân Tiêu đi mua sắm. Wow. Vân Đại ca, tiêu tốn quá không vậy? Không tốn, ăn đi. Hai vị khách quan đi thong thả, hôm nay kiếm lớn rồi. Oa, wow, vải này tốt thật đấy, ngươi thích là được. Thuốc của cha mẹ cũng mua xong rồi. Vân Đại ca, huynh tốt quá. Hát ha ha, không thể để ngươi gọi ta là đại ca ủng được. Jo, thiếu gia chủ từ khi nào trở nên hào phóng vậy? Vân Hạo, liên quan gì đến ngươi? Đương nhiên là có rồi ngươi là thiếu gia chủ của bọn ta, ngươi cầm tiền của Vân ra đi chơi nam sủng. Xin hỏi, ngươi đã thông qua sự đồng ý của bọn ta chưa? Vân Hạo, ngươi nói đàng hoàng chút, đây là đại ca của ta, không phải là nam sủng như ngươi nói. Hát ha ha, nhận một tên rác rưởi thiên huyền cảnh làm đại ca. Chi bằng như vậy, hộ vệ của ta cũng là thiên huyền cảnh, ngươi gọi hắn một tiếng đại ca, về sau ta bảo hắn bảo vệ ngươi, thế nào? Ngươi đừng ước hiếp người quá đáng. Mên túm vai kéo Vân Tiêu lại. Vân Tiêu, hôm nay ta dạy để gặp phải lũ ngu dốt thì nên ứng phó thế nào? À. Mên dậm chân lướt đi. Trong chớp mắt đã không thấy bóng hình nữa đâu. Đậu xanh. Vân Tiêu, học được chưa? Học, hỏng rồi. À không, học được rồi. Ngươi muốn ăn đòn. Mên sút luôn cho hắn một cước vào mõm. Ngươi muốn chết. Chết cho ta. Mên tung túi đồ đang cầm trên tay lên ta có nói cho ngươi cử động sao? Mên túm đầu hắn dí xuống mặt đất. Đây chính là hậu quả của việc không nghe lời. Mên đón lại túi đồ lúc trước vừa ném lên. Học nhiều vào, rất có ích. Ừm ừm. Vân đại ca, đợi ta với, còn cách nào tương tự như vậy không? Dạy ta đi. Sợ là nhiều quá để không học hết được đâu. Vân tiêu, ngươi chờ đó cho ta. Tộc tỷ hai tháng sau, ta nhất định sẽ khiến ngươi chết chắc. Sau đó tại phòng của Vân Kinh Hồng, Tiêu Nhi có thể kết giao với Vân Thiếu Hiệp, đúng là quá tốt. Đúng vậy, thiên hạ người có thể giải trừ hàn độc của chúng ta, sợ là đếm trên đầu ngón tay, dù sao với thực lực quân huyền cảnh của chúng ta cũng không làm gì được. Muội nói xem, sao trước đó chưa từng nghe nói đến Vân Triệt. Với sự phi phàm của hắn, sớm đã phải nổi danh thiên hạ rồi chứ. Hình như nghe Tiêu Nhi nói, cậu ta đến từ một nơi xa xôi, là đời sau hoặc đệ tử của một vị đại năng không xuất thế cũng không phải quá bất ngờ. Ừ ừ, đợi ta xuống giường được, nhất định sẽ đi bái tạ. Mộ Tiền Bối, có đó không? Ta đã mua thuốc điều dưỡng cơ thể rồi này. Không cần ông đi, người ta đã đến rồi đây này. Tham kiến Mộ Tiền Bối. Cậu đó, vẫn khách sáo như vậy, về sau đừng Tiền Bối này Tiền Bối kia nữa, gọi ta là bá mẫu là được, đừng đứng đó nữa mau vào đi. Cảm ơn bá mẫu. Khinh Hồng đang mong chờ nhìn thấy mặt của Mên. Là ân nhân Vân Triệt đến sao? Ân nhân? Con là con của hai người mà, nếu không có hai người cũng sẽ không có con. Nhưng hiện giờ thứ cho con không thể nhận cha mẹ, vì chỉ có ở trong bóng tối, con mới nhìn rõ được thế cục, mới giúp đỡ được hai người. Vân Tiền Bối, Tạ Hạ Vân Triệt không dám để tiền bối gọi là ân nhân, nếu không phải câu chuyện của ngài luôn cổ vũ cho ta, thì có lẽ trên đời này không có Vân Triệt rồi không ngờ một người bán phế như ta mà lại có tương liên với Vân Đại Hiệp như vậy. Ông ấy lúc này liền ho lên mấy tiếng. Khinh hồng, Vân tiền bối. Mên tiến tới cầm tay xem mạch giúp ông ấy. Ấy, Vân tiền bối, tại sao sâu trong tim ngài lại có ngưng kết khí năng như vậy? Đây có lẽ là độc của ngài rõ ràng không khác gì mấy so với mộ bá mẫu, nhưng trạng thái sức khỏe thì kém hơn. Khinh hồng, Vân thiếu hiệp không phải người ngoài, huynh nói điều trong lòng ra đi. Át hẳn cậu đã nghe nói đến tiêu nhi từ lời đồn của thiên huyền đại lục, thật ra tất cả đều là thật. Vân khinh Hồng kể lại lúc hai người họ ở thiên kiếm Sơn Trang. 25 năm trước, hai vợ chồng bọn ta đi cứu phụ thân, dùng vân gia bí khí, đến thiên huyền đại lục, trên đường, bọn ta được biết phụ thân bị nhốt ở một nơi gọi là thiên kiếm Sơn Trang. Bọn ta đã ngấm ngầm đi, ai mà nghĩ lại rơi vào bẫy. Hóa ra tất cả đều do bọn chúng cố ý phát tán thông tin, mục đích chính là dụ dỗ bọn ta đi, bắt chọn mẻ lưới. Thế là, người bọn ta đối mặt không chỉ có thiên kiếm Sơn Trang, còn có vài vị quân huyền cường giả tự xưng đến từ tứ đại thánh địa. Một lượt giết chóc, bọn ta căn bản không thể đi tìm phụ thân, liều mạng mới thoát được nhưng bị trọng thương. Hai người họ tìm tới một căn nhà. Cũng chính cuộc chiến đó, bọn ta đã trúng hàn độc đã trói buộc bọn ta hơn 20 năm. Trong thời gian ta dưỡng thương, ta đã quen biết và kết nghĩa với huynh đệ tốt nhất của ta tiêu ưng. Sau đó, bọn ta trốn trong lưu vân thành, có được sự bảo vệ của Tiêu ưng. Sau đó thì bọn ta có một đứa con. Như người của những thánh địa đó vì muốn cướp đi huyền canh chi lực của ta, đã đuổi theo giết tới cùng. Để không liên lụy đến Tiêu ưng, bọn ta đành phải rút lui. Tiêu ưng biết tình hình của bọn ta không ổn, nhưng huynh ấy vì đề bảo toàn huyết mạch của bọn ta, đã ngấm ngầm cho đổi con của hai bọn ta cho nhau. Cứ như vậy, bọn ta trải qua rất nhiều gian khổ mới về được đến đây. Nhưng vì sự bán phế của bọn ta, rồi cộng thêm ban đầu phụ thân đã làm mất yêu hoàng tỷ chọc giận yêu hoàng nhất tộc, cho nên tình trạng của Vân gia không thể khá lên được. Cũng không biết con trai có ở Thiên Huyền Đại Lục không? Có nghĩ về bọn ta không? Có hận bọn ta không? Có lẽ, nó căn bản không biết trên đời này còn có hai người luôn nhớ thương về nó. Cha, mẹ, thứ cho con trai hiện giờ không thể nhận mặt hai người. Không còn sớm nữa, hai vị mau nghỉ ngơi đi. Nói chuyện đến đêm. Vân Triệt mới tạm biệt vợ chồng Vân Kinh Hồng. Ừm, cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi. Cuộc nói chuyện hôm nay khiến ta được an ủi phần nào. Chính cuộc nói chuyện này đã khiến những rắc rối trong lòng Vân Triệt giải bỏ hoàn toàn. Trong lòng ngươi muốn, tại sao không nhận nhau? Thời cơ chưa đến. Thời cơ chưa đến ư. Số mệnh đã đưa ta tới đây, vậy thì ta nên làm một số chuyện nên làm rồi. Bao năm như vậy, bao khổ sở ủy khuất không thể để họ chịu không được ông nội ta cha mẹ ta đều trung thành một lòng với yêu hoàng nhất tộc không hổ thẹn với vân gia nhưng cuối cùng thì sao ngược lại chỉ có sự cấm kỵ oán hận rách nát bỉ ổi tất cả những điều này ta phải bắt chúng trả giá gấp trăm vạn lần ta mà có cha mẹ giống như ngươi thì tốt ồ sao lại nói vậy vì sớm có một ngày ta sẽ giết chết người mà ta gọi là phụ thân cô oán hận cha cô ông ta đáng chết đáng giết không trải qua nỗi khổ của người ta thì không hiểu được, dù sao bất luận thế nào ta cũng sẽ đứng về phía cô. Nếu ta có thể đạt đến thần huyền chi cảnh đó, dù là cha cô chắc cũng phải kiêng dè vài phần. Đứng về phía ta. Ông ta còn mạnh hơn thần huyền cảnh rất nhiều, đợi đến khi ngươi biết giới chủ là gì thì ngươi sẽ hiểu. Có điều vẫn muốn cảm ơn ngươi, ngủ ngon. Thực lực hiện giờ của ta tuy có thể đối phó với một số bá hoàng, nhưng nếu gặp phải quân huyền thì chỉ có đường chạy thôi. Ấy Nói đến chạy, đúng rồi. Sao ta lại quên mất thứ này? Mên mang quyển sách huyền quang lôi cực do Hoa Minh Hải tặng. Trước đó ta chưa học, một là không có thời gian, hai là trong lòng bất an. Nhưng bây giờ không biết bao giờ mới về thiên huyền đại lục được, cho nên thật sự không có lý do từ chối huyền kỹ giữ mạng mạnh thế này. Băng di huyễn kính, lên. Mên đã phong bế không gian xung quanh căn phòng của mình. Như vậy cũng không cần lo lắng bị kẻ khác ngấm ngầm dòng ngó nữa. Men vừa lật được vài trang, bên trong đã phát ra ánh sáng màu vàng. Đây là huyền kỹ truyền thừa.